10 điều ít biết về thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn khét tiếng. Từ năm 1206 đến khi chết vào năm 1227, thủ lĩnh Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục gần 31 triệu km vuông lãnh thổ, nhiều hơn bất cứ cá nhân nào trong lịch sử. Trên hành trình chinh phục của mình, ông đã xẻ một đường tàn bạo xuyên qua châu Á và châu Âu, với hậu quả là hàng chục triệu người chết. Mặt khác, ông cũng hiện đại hóa văn hóa Mông Cổ, bảo đảm tự do tôn giáo và giúp mở ra mối giao lưu giữa phương Đông và phương Tây. Dưới đây là 10 thông tin đáng chú ý về thủ lĩnh vĩ đại tầm thế giới này, nhân vật hội tụ đồng thời cả tài năng quân sự, bản lĩnh chính khách và sự khủng bố đẫm máu. Thành Cát Tư Hãn không phải tên thật. Người đàn ông sau này trở thành đại hãn của dân tộc Mông Cổ được sinh ra bên bờ sông Onon vào năm 1162. Ban đầu ông được đặt tên là Thiết Mộc Chân, có nghĩa là sắt thép hoặc thợ rèn. Mãi đến năm 1206 ông mới mang cái tên khủng khiếp Thành Cát Tư Hãn. Khi đó ông mới được phong làm lãnh đạo của người Mông Cổ tại một cuộc họp bộ lạc có tên là Kurultai. Thuật ngữ Hãn, Khan là danh hiệu truyền thống dùng để chỉ thủ lĩnh hoặc người thống trị. Còn về cái tên Thành Cát Tư thì các sử gia vẫn chưa rõ nguồn gốc. Từ này có thể nghĩa là đại dương hoặc chính nghĩa. Trong ngữ cảnh của nhân vật này, từ này thường được dịch thành đấng cai trị tối cao toàn cầu. Tuổi thơ dữ dội. Từ tấm bé, Thành Cát đã buộc phải đấu tranh sinh tồn một cách khắc nghiệt trên thảo nguyên Mông Cổ. Cha của ông bị các đối thủ Tata đầu độc khi ông lên 9. Bộ lạc của ông sau đó đã đuổi gia đình của ông đi và khiến cho mẹ ông phải một thân một mình nuôi 7 đứa con. Lớn lên, Thành Cát Tư Hãn phải đi săn bắn và hái lượm để kiếm ăn. Đến tuổi vị thành niên, ông có lẽ phải sát hại cả một người anh em cùng mẹ khác cha trong một vụ tranh giành miếng ăn. Thời thanh niên, các bộ tộc đối thủ thậm chí còn bắt cóc ông và người vợ trẻ của ông. Thành Cát sau đó phải sống như nô lệ trước khi thực hiện một cuộc đào tẩu táo bạo. Bất chấp những khó khăn thủa đầu, ở độ tuổi trên 20, ông đã khẳng định được vị thế của mình là một chiến binh và thủ lĩnh đáng gờm. Sau khi tập hợp được một đội quân những người ủng hộ, Thành Cát bắt đầu xây dựng liên minh với người đứng đầu các bộ lạc quan trọng. Vào năm 1206, ông đã củng cố thành công các liên minh thảo nguyên dưới ngọn cờ Thành Cát. Giờ đây, ông bắt đầu chuyển hướng chú ý sang chinh phục ở bên ngoài. Không có ghi chép rõ ràng nào về ngoại hình của Thành Cát. Dù Thành Cát Tư Hãn là một nhân vật rất có ảnh hưởng, người ta chỉ biết rất ít về cuộc sống riêng tư của ông và thậm chí cả ngoại hình của ông. Hiện không còn bức chân dung hay điêu khắc nào về Thành Cát Tư Hãn từ thời đó tồn tại đến bây giờ. Những thông tin ít ỏi mà giới sử gia có được về ông thì lại thường mâu thuẫn với nhau hoặc không đáng tin cậy. Đa số các ghi chép đều mô tả ông là một người cao, khỏe với mái tóc dài và bộ ria rậm. Có lẽ mô tả gây ngạc nhiên nhất của sử gia Ba Tư thế kỷ 14, Rashid al-Din. Theo người này, Thành Cát Tư Hãn có tóc đỏ và mắt xanh. Tuy nhiên, ghi chép của al-Din có thể không đáng tin cậy lắm vì ông chưa bao giờ gặp trực tiếp đại hãn. Tuy nhiên, những đặc điểm này không phải là chưa từng được nói tới trong cộng đồng Mông Cổ. Một số vị tướng thân tín nhất của ông lại là cựu thù. Đại hán rất giỏi phát hiện người tài, ông thường thăng chức cho các chỉ huy quân sự dựa trên trình độ và kinh nghiệm của họ, hơn là dựa trên đẳng cấp, gốc gác hay việc họ trung thành với ai trước đây. Một trường hợp kinh điển về niềm tin mà Thành Cát Tư Hãn đặt vào tài năng thực sự của con người là sự việc diễn ra vào năm 1201 trong một trận đánh với bộ tộc Tai Rút đối địch. Trong trận đó, Thành Cát Tư Hãn suýt chết sau khi ngựa chiến của ông bị bắn hạ từ phía sau bằng một mũi tên. Khi ông nói chuyện với các tù binh Tai Rút và yêu cầu họ nói người nào đã bắn tên, một tù binh can đảm đứng dậy và thừa nhận mình là cung thủ. Ấn tượng mạnh trước sự gan dạ của cung thủ này, Thành Cát đã bổ nhiệm anh ta làm chỉ huy trong quân đội của mình. Sau này, Thành Cát đặt cho anh ta biệt danh Chiết Biệt Di Bi, nhằm kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên giữa hai người trên chiến trường. Cùng với viên tướng nổi tiếng Tốc Bất Đài, Chiết Biệt sau này trở thành một trong các tư lệnh trận mạc vĩ đại nhất của người Mông Cổ trong quá trình chinh phục châu Á và châu Âu. Sự thật về trận chiến duy nhất Thành Cát Tư Hãn thua cuộc. Chiến dịch Samara của quân đội Mông Cổ đã giết hại hơn 200.000 lính từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Thời điểm năm 1223, lúc đánh vùng Volga, Bulga của Nga, quân Mông Cổ được xem là đạo quân tinh nhuệ nhất thế giới với độ chuyên nghiệp, kỷ luật, đào tạo và trang bị tốt. Một người lính của Thành Cát Tư Hãn tăng cấp dựa trên năng lực chứ không dựa trên vị trí trong xã hội. Thành Cát Tư Hãn biết rằng chất lượng của quân sĩ quan trọng hơn rất nhiều số lượng áp đảo. Quân Mông Cổ thường dùng khí cụ từ Trung Quốc và Ba Tư để tấn công những thành trì kiên cố. Vào thời đó, người Volga Bulga đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh từ thế kỷ thứ 7 giữa biển Azov, Bắc Biển Đen và thung lũng Kuban, miền nam nước Nga ngày nay. Một số người Volga Bulga di dân từ châu Âu và thành lập đế chế ở vùng Balkan. Số khác tiến lên phía Bắc và thành lập Great Bulgaria. Người Volga Bulga được cho là có gốc là người Thổ Nhĩ Kỳ, hiện nay sinh sống gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Volga Bulga là một trung tâm giao thương quan trọng giữa thế giới Hồi giáo và châu Âu, nhất là khi nước này coi đạo Hồi là tôn giáo chính vào năm 922. Các khu dân cư làng mạc của Volga Bulga mang nặng tư tưởng Hồi giáo cho tới khi quân Mông Cổ đánh chiếm. Trong khi quân Mông Cổ càn quét khu vực Nipia, một sứ giả của Thành Cát Tư Hãn yêu cầu hai tướng là Tốc Bất Đài và Chiết Biệt quay trở lại sông Volga. Con trai của Thành Cát Tư Hãn là Truật Xích cũng mang theo 1,000,000 quân và tập hợp cùng lính của Chiết Biệt, Tốc Bất Đài ở phía tây sông Volga. Khoảng năm 1222, Chiết Biệt và Tốc Bất Đài dốc quân tiến vào sông Volga. Tài liệu lịch sử không ghi lại chi tiết trận đánh này, nhưng cho rằng Chiết Biệt và Tốc Bất Đài đã bị đặt bẫy. Theo đó, khi quân Volga Bulga giả vờ thua, hai tướng của Thành Cát Tư Hãn đã quá mải mê truy ngựa đuổi theo tới El Samara. Lúc này, quân phục kích của Volga Bulga mới xuất hiện và ồ ạt tấn công. Quân Thành Cát Tư Hãn bị tổn thất nặng nề, một số tài liệu cho rằng quân Mông Cổ từ 50,000 người chỉ còn 4,000 lính sống sót trở về. Các nguồn tin khảo cứu gần đây cho rằng số lượng lính Mông Cổ chết không nhiều tới vậy. Sử gia Peter Jackson cho rằng số lượng 4,000 lính thực ra là quân Mông Cổ tham chiến chứ không phải số tử trận. Theo sử gia Halikop cho rằng tướng của bên Volga Bulga là Lhagam Khan và việc một nước yếu như vậy chiến thắng quân của Thành Cát Tư Hãn là điều không thể. Ông cho rằng nhiều người Volga Bulga đã bịa ra câu chuyện trên. Cần biết rằng Chiết Biệt và Tốc Bất Đài là hai chuyên gia đánh du kích và là mãnh tướng trong những trận đánh lớn. Khả năng thua trận và bị lừa vào thế trận du kích của quân du mục Volga Bulga là điều rất khó tin. Dù kết quả trận đánh là gì thì sau đó quân Mông Cổ vẫn tràn vào núi Unra, đánh bại tộc người Sasin, rồi lên miền nam tiêu diệt phía đông của vùng Kuman Kipchak, Kangslit. Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, thủ lĩnh bị chặt đầu và sau đó phải chiều cấu một khoản tiền lớn cho quân Mông Cổ. Chính hành động sau trận Samara này cũng đặt nhiều nghi vấn quanh việc quân Mông Cổ thua trận trước Volga Bulga. Sau chiến thắng vang dội, quân Mông Cổ trở về nhà. Đáng tiếc là tướng tài Chiết Biệt qua đời vì sốt tại khu vực sông Imin, vùng Tabagatay trong cuộc hành trình. 14 năm sau, vào năm 1236, quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Tốc Bất Đài và Bạt Đô quay lại Bulgaria và xâm lược nốt phần lãnh thổ sống sót còn lại. Chịu trách nhiệm về cái chết của 40 triệu người. Mặc dù không thể biết chắc chắn có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong thời kỳ chinh phục của Mông Cổ, nhiều sử gia ước tính con số này vào khoảng 40 triệu người. Con số thống kê từ thời Trung Cổ cho thấy dân số Trung Quốc sụt giảm hàng chục triệu người trong thời kỳ Đại Hãn còn sống. Các học giả ước tính ông ta có thể đã giết chết một lượng người bằng 3/4 dân số Iran ngày nay trong cuộc chiến với đế chế Khwarezmid. Theo nhiều số liệu, các cuộc tấn công của người Mông Cổ có thể đã làm giảm dân số thế giới đi khoảng 11%. Khoan dung với các tôn giáo khác nhau. Không như nhiều vị xây dựng nên các đế chế khác, Thành Cát Tư Hãn chấp nhận sự đa dạng trong các lãnh thổ mà ông mới chinh phục. Ông đã thông qua các đạo luật thừa nhận sự tự do tôn giáo cho tất cả mọi người và thậm chí còn miễn thuế cho những nơi thờ cúng. Sự khoan dung này có một ý nghĩa chính trị. Đại Hãn biết rằng các chủ thể của đế chế nếu hạnh phúc thì họ sẽ ít khi nổi loạn. Nhưng vấn đề không chỉ vậy, bản thân người Mông Cổ có một thái độ tự do đặc biệt đối với tôn giáo. Thành Cát Tư Hãn và nhiều người Mông Cổ khác tôn thờ thần trời, gió và núi. Bản thân Thành Cát Tư Hãn rất tin vào yếu tố tâm linh. Người ta kể rằng ông đã cầu nguyện trong lều của mình trong nhiều ngày trước các chiến dịch quan trọng. Ông thường gặp gỡ với các lãnh đạo tôn giáo khác nhau để trao đổi chi tiết về niềm tin của họ. Khi về già, Thành Cát Tư Hãn thậm chí còn cho mời thủ lĩnh đạo lão là Khuyu Chuji đến trại của mình. Hai bên sau đó đã đàm đạo rất lâu về sự bất tử và triết lý. Tạo ra một trong các hệ thống thư tín quốc tế đầu tiên. Cùng với cung tên và ngựa, vũ khí mạnh nhất của Mông Cổ có thể là mạng lưới liên lạc rộng khắp của họ. Một trong các sắc lệnh sớm nhất của Đại Hãn là về việc hình thành một dịch vụ đưa tin bằng ngựa có tên là Yam. Dịch vụ này bao gồm một chuỗi các chú ngựa và trạm bưu chính được tổ chức chặt chẽ trải rộng trong đế chế Mông Cổ. Những người cưỡi ngựa này có thể đi xa tới 322 km mỗi ngày. Hệ thống nói trên cho phép chuyển hàng hóa và thông tin với tốc độ nhanh chưa từng có trong tiền lệ. Ngoài ra, hệ thống đó còn đóng vai trò tai mắt cho Đại Hãn. Nhờ có Yam, Thành Cát Tư Hãn có thể dễ dàng theo kịp với các diễn biến quân sự, chính trị và duy trì liên lạc với mạng lưới gián điệp và do thám. Yam cũng có vai trò bảo vệ các quan chức và nhà buôn nước ngoài trong quá trình đi lại. Không ai biết ông chết như thế nào và được chôn ở đâu. Trong tất cả những bí ẩn quanh cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn, có lẽ mối quan tâm lớn nhất là ông sau này đã chết ra sao. Chính sử nói rằng ông chết vào năm 1227 do các vết thương sau một cú ngã ngựa. Các nguồn khác thì đưa ra một danh sách các nguyên nhân từ sốt rét cho đến vết thương vì mũi tên bắn ở đầu gối. Dù Thành Cát Tư Hãn chết như thế nào thì ông cũng đã hết sức công phu trong việc giữ bí mật nơi an nghỉ của mình. Theo truyền thuyết, đám rước tang lễ của ông đã thảm sát tất cả những ai họ gặp trên đường rồi phi ngựa liên tục qua mộ của ông để xóa các dấu vết. Lăng mộ của ông nhiều khả năng nằm ở trên hoặc xung quanh một ngọn núi Mông Cổ có tên là Bukhan Khandun, nhưng cho đến ngày nay người ta vẫn không biết đích xác vị trí mộ của Thành Cát Tư Hãn. Hạn chế ký ức về Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn được xem là một người anh hùng dân tộc và người cha sáng lập ra quốc gia Mông Cổ. Nhưng trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của Liên Xô trong thế kỷ 20, người ta đã cấm đề cập đến tên ông. Đến đầu thập niên 90, Thành Cát Tư Hãn được khôi phục trở lại trong lịch sử Mông Cổ. Tên của Thành Cát Tư Hãn được đặt cho sân bay chính của Mông Cổ ở thành phố Ulan Bator. Chân dung của ông cũng được xuất hiện trên đồng tiền Mông Cổ.